Chiếc vòng tay này không đơn thuần chỉ là một món đồ trang sức, nó được thiết kế để cứu người. Chiếc vòng y tế này có thể ghi nhớ những thông tin về tình trạng bệnh tật cũng như những vấn đề sức khỏe của chủ nhân, ví dụ như hen, dị ứng hay tiểu đường. Tuy nhiên, bất chấp những khả năng đó, vẫn còn có rất ít người tận dụng được sáng chế này. Tại nước Mỹ ngày nay, có tới hơn 100 triệu người mang trong mình nhiều hơn một vấn đề về sức khỏe, buộc họ phải mang theo người một dạng căn cước y tế và trong đó có khoảng 54 triệu người là phụ nữ. Mặc dù vậy, 93% số bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở cấp cứu, không có bất kỳ hồ sơ y tế hay thông tin bệnh lý nào sẵn có. Rất nhiều người đang phải gánh chịu rủi ro này chỉ bởi vì họ không thể tìm thấy cho mình loại vòng tay y tế ưng ý. Ngân cho biết việc thiếu hụt nguồn cung những loại vòng tay ưa nhìn trên thị trường là động lực để cô thiết kế một chiếc vòng tay như vậy. Đấy là lý do cô bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm vòng tay y tế chế tác thủ công làm từ Coban. Tuy nhiên, mọi thứ đã có thể khó khăn hơn rất nhiều nếu như không có sự giúp đỡ từ ngôi trường của đang theo học. Ví dụ như giáo sư Steve Wengerich, người giúp sinh viên tìm kiếm nhà đầu tư. Chúng tôi giáo dục tăng cường khả năng hỗ trợ các em. Tăng cường khả năng ở đây có nghĩa là cung cấp hai nguồn tối quan trọng. Tôi đoán bạn sẽ nói khả năng quan trọng ở đây là nguồn nhân lực và tài chính có tổ chức. Chúng tôi có khả năng tiếp cận những thứ vốn sẽ rất đắt đỏ đối với các dự án khởi nghiệp nhỏ, ví dụ chúng tôi có thể cung cấp phòng ốc sạch đẹp để nghiên cứu một dạng chất bán dẫn mới hoặc nhựa thứ sẽ ngốn hàng triệu đô la nếu đi thuê bên ngoài theo hình thức trả tiền hàng tháng các giáo sư và sinh viên của UT Dallas nắm được tầm quan trọng của sự trợ giúp đó. Quay trở lại những năm 1954, một công ty có tên Texas Instrument đã phát triển các loại vi xử lý làm từ chất bán dẫn silicon, thứ đang có mặt trong tất cả các loại máy tính hiện đại. Và các thành viên sáng lập của công ty như Cecil Green, Arrow Johnson và Eugene McDermott cũng đồng thời lập nên trường đại học Texas ở thành phố Dallas. They themselves were entrepreneurs. Bản thân họ là những nhà kinh doanh và một phần động lực khiến họ thành lập một trường đại học đó là bởi họ có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các tài năng công nghệ. Câu chuyện về ngôi trường Đại học Texas ở Dallas phản ánh sức phát triển của thành phố này, đặc biệt là ở khu vực Bắc Texas. Brian Hoàng đang theo học ngành kỹ sư phần mềm. Năm nay, tròn 21 tuổi, Brian đã trở thành người đồng sáng lập của hai dự án khởi nghiệp chuyên về phần mềm thực tế ảo. We... Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm bằng phần mềm thực tế ảo hoặc thực tế ảo tăng cường cho các doanh nghiệp khác. Chúng tôi tạo ra những ứng dụng cho nhiều trường hợp và nó thực sự rất tuyệt. Chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm trong ngành trò chơi điện tử, thương mại, giáo dục và thậm chí là cả y tế. Dự án khởi nghiệp của chúng tôi đã chạy được 2 năm và thu về lợi nhuận 6 con số trong năm nay. Sản phẩm mới nhất của Brian đó là một phần mềm ứng dụng trong việc huấn luyện cảnh sát. Brian nhấn mạnh rằng tất cả những thành công này có được là nhờ vào những nguồn lực đến từ ngôi trường mà anh theo học. Tất nhiên, 99,95% thành công là phụ thuộc vào bản thân bạn. Tuy nhiên, cái bạn có được từ trường đó chính là những ý kiến đóng góp. Chỉ cần gặp trao đổi khoảng 30 đến 60 phút với một trong những người hướng dẫn ở đây, bạn sẽ nhận được những chỉ dẫn ngắn gọn về việc liệu bạn đã đi đúng hướng hay chưa, cần cải thiện điều gì và bạn có đang làm sai điều gì hay không. Về cơ bản, những định hướng này có thể mang đến những tác động to lớn, bởi nó có thể quyết định xem bạn sẽ thành công hay thất bại. Tuy nhiên, nếu những kinh nghiệm trong quá khứ và sự công hiến là thượng đỏ, thì những sinh viên như Brian rất có khả năng đạt tới thành công trong tương lai.